Xin chào quý vị đã trở lại với kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2019. Tôi xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị một chiếc kệ tivi cũ tái gỗ vụ ta Quảng Bình, hàng siêu VIP. Chiếc kệ này thì là kích thước của nó là 2m20 nhân chiều rộng nó là 55 phân, chiều cao của hai cục bên thì nó rơi vào là 90 phân, và ô ở giữa cao từ mặt đất lên là 80 phân. Đấy thì cái chiều mà để tivi ở trong lòng giữa để tivi là để quý vị có thể để được tivi 55 inch, và ở giữa cái kích thước của nó là 1m15 để cho quý vị về tham khảo và tiện mua. Nếu mà có kê tivi thì có thể tiện chọn lựa cái kích thước và cái inch phù hợp nhất để kê vào cái kệ này phù hợp để cho nó vừa. Và để có thể sở hữu cái sản phẩm như thế này thì quý vị có thể liên hệ trực tiếp cho tôi qua cái số điện thoại là 0985 230 858, hoặc là có thể kết bạn Facebook, Zalo theo cái số điện thoại ở trên để có thêm thông tin hình ảnh chi tiết nhất cũng như là về giá của cái sản phẩm tôi mới up lên như này. Và ngoài cái sản phẩm này ra, tôi bán rất là nhiều những cái sản phẩm khác như bàn ghế, sập vụ, tủ chè các loại. Quý vị có thể lên đăng ký trang đăng ký kênh YouTube của tôi là kênh Đồ Gỗ Cũ Bùi Tuấn để tiện theo dõi và cập nhật những cái sản phẩm mà tôi về thường xuyên nhất. Và địa chỉ cửa hàng tôi là ở là số nhà 33, đường Đại Phùng 2, Đan Phượng, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể đến khu tượng đài Phụ Nữ Bà Đàm Đang, thị trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội. Cửa hàng tôi là cách đấy là từ khu tượng đài là từ 300 đến 500 mét. Và gần đây nhất thì tôi có cái bán một cái sản phẩm cái kệ như thế này cho một anh, là một vị khách là ở Hoài Đức này, ở Lưu Xá Đức Giang ở Hoài Đức đấy, cũng ở cách khu của chúng tôi là cũng chỉ là 4 đến 5 cây số thôi đấy. Và cái kệ là cái kệ gần đây nhất là tôi bán được, và ngoài cái kệ ra tôi bán rất là nhiều những cái sản phẩm khác và cái kiểu mẫu như này thì tôi bán rất chi là nhiều rồi. Và quý vị, và hôm nay tôi quay trực tiếp lên để cho quý vị có thể tham khảo và chọn lựa những cái sản phẩm như này. Và sau đây thì không phải để quý vị chờ lâu thì tôi xin được đi vào đường nét cơ bản và chính nhất để cho quý vị tham khảo một cái sản phẩm như này. Và cái sản phẩm như này là hoàn toàn là gỗ tự nhiên 100%, gỗ vụ ta Quảng Bình tự nhiên 100%. Và đây là bệ thì là đục truyện, hai cánh là đục đồng bích, và ở hai ô bên là đục cảnh một lọ sen, dưới thì là ngăn kéo là quả dưa. Đây quý vị xem ngăn kéo này, đây có tất cả ngăn kéo này, và trên này cũng là ngăn kéo này, cũng có ngăn kéo hết đấy, đầy đủ ngăn kéo. Và dưới thì là bệ truyện đục rất là kỹ thuật như bệ tủ chè luôn đấy, nó không phải là đục đơn giản. Và đây không phải là hình thức mà mẫu kệ cột nho, đây là kệ phẳng đấy, nó có giật cấp ra này, rất là đẹp quý vị xem đấy, ngăn kéo đây rất là đẹp này, rất là kỹ thuật đấy. Đây quý vị xem, đây bệ đây rất là đẹp, đây cực đẹp luôn, cực kỳ tỉ mỉ và chi tiết luôn. Và đây là ô này, là hai ô đây, hai cái kính này để quý vị có thể xem đấy, rất là đẹp đấy, rất chi là đẹp luôn, gỗ đẹp từ trong ra ngoài luôn. Và cái kệ này gần như là lành lặn đến 95%, và được chúng tôi là hoàn thiện kỹ xi sắc, chơi gỗ mộc chứ không có bất kỳ hình thức màu mè nào cả. Và đây sang bên cánh bên này, đấy quý vị có thể xem đấy, đôi cánh là đục đông bích, và bên này cũng vậy, cũng ngăn kéo như này, kéo ra cái vào rất là kỹ thuật luôn. Và đây đấy, quý vị có thể xem đấy, rất chia đẹp, gỗ rất đẹp luôn. Và đây cũng là ngăn kéo đây. Những cái kệ này thì kê nó sẽ không bao giờ bị lỗi mốt, và kê vào những không gian nhà thì rất là dễ kê, cho nên là quý vị có thể là nhanh tay trực tiếp là alo liên hệ với tôi qua số điện thoại là 0985 230 888 để được sở hữu cái sản phẩm đẹp như này. Và đây là tôi quay mặt đỉnh của nó cho quý vị xem, gỗ gần đen cháy luôn đấy, gỗ cực gần luôn, đây là gỗ vụ gần luôn đấy, xin đính chính lại quý vị là gỗ vụ gần Quảng Bình luôn. Và tôi bán, tôi bao chuẩn gỗ vụ ta Quảng Bình 100%, tôi giao lưu với anh em mọi miền tổ quốc, giao lưu cả với thợ đấy, cả với thợ buôn và lẫn người tiêu dùng đấy. Quý vị nào mà xem ưng có thể liên hệ trực tiếp với tôi
hoặc là có thể bớt chút thời gian qua cửa hàng tôi để ngắm những cái sản phẩm, ưng sản phẩm nào thì mình mua cái sản phẩm đấy. Đây, đây là mặt đình đây, rất chi là đẹp luôn và gần luôn, không bị lỗi tích bất cứ đâu cả. Đây, và đây tôi quay cho quý vị xem cái đốc. Đấy, đốc thì rất gần, rất là đẹp. Đây, tôi quay nó hơi vào sấp bóng nên ra chưa kê được thì quý vị có thể nhìn không rõ, nhưng mà đốc cực đẹp luôn, lành lặn tuyệt đối. Đây, quay sang bên này nữa, đốc cực gần và vân luôn. Tôi xin được quay lại tổng thể một lần nữa để cho quý vị có thể nhìn cụ thể hơn là cái kệ, kệ này, cái dáng tổng thể của cái kệ như thế này. Và quý vị nếu mà theo dõi video của tôi mà thấy tôi up lên nhiều cái sản phẩm mà nó thiết thực, mà cảm thấy quý vị cảm thấy nó nhiều những cái sản phẩm mà nó ưng mắt, thì quý vị có thể là ủng hộ, là chia sẻ, like và chia sẻ cái kênh của tôi để tiện theo dõi những cái sản phẩm tôi up lên thường xuyên. Sau đây thì tôi xin được kết thúc video clip ở tại đây. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video clip tiếp theo.